Thưa quý vị, mới đây quận Ba Đình đã tổ chức đợt 2 bắt thăm chọn vị trí căn hộ tạm cư cho các hộ dân tình nguyện di chuyển khỏi 4 chung cư nguy hiểm trên địa bàn. Đây đều là những chung cư được Sở Xây dựng giám định chất lượng và xác định là nhà nguy hiểm. Trong đó có những đơn nguyên được xác định nguy hiểm cấp độ D, cấp độ cao nhất. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quy định di dời dân để xây dựng lại chung cư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Đợt di chuyển này có 16 hộ dân đang sinh sống tại các nhà chung cư C8 Giảng Võ, G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh và tập thể Bộ Tư pháp thuộc phường Cống Vị. Như vậy đến nay sau 2 đợt quận Ba Đình tổ chức tạm cư đã có 71 hộ dân tình nguyện di chuyển. Địa điểm tạm cư của các hộ dân là khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy và khu đô thị thành phố Giao Lưu, quận Bắc Từ Liêm. Tại nơi ở tạm cư thì các hộ dân không phải nộp tiền thuê nhà và quận Ba Đình cũng đã tạm ứng ngân sách để hỗ trợ cho người dân, bao gồm 10 triệu đồng một hộ tiền di chuyển và 2 triệu đồng một người tiền ổn định cuộc sống. Theo cái chủ trương đường lối và cái yêu cầu của thành phố là phải di rời dân ra khỏi những cái nơi khẩn cấp. Cái này chúng ta đã được thông báo, chúng tôi đã được bàn bạc và đồng thời tôi cho rằng tất cả các cái thủ tục làm này là hợp lòng dân. Tuy nhiên, số lượng 71 hộ dân đồng tình di dời là con số khiêm tốn so với hàng trăm hộ dân chưa đồng thuận vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó đa phần người dân đang băn khoăn vì chưa có quy hoạch chi tiết, chưa có đơn vị chủ đầu tư xây dựng, chưa có phương án cải tạo và chính sách tái định cư. Để mà nhận nhà tạm cư là tôi đồng tình. Đấy thì tôi còn đang muốn cái những cái vướng mắc sau này, ví dụ như chúng tôi muốn là chúng tôi sẽ về để định cư tại chỗ. Rồi là những cái chính sách mà để xem khi quay về thì nó được như thế nào thì bọn tôi cũng chưa rõ. Thành ra tôi rất là băn khoăn những cái đó. Vì những lý do trên nên số lượng người đồng thuận di chuyển còn rất thấp, mặc dù các đơn vị chức năng của quận Ba Đình đã nỗ lực tuyên truyền vận động. Ý kiến của các hộ gia đình trong quá trình làm việc thì các hộ gia đình đều mong muốn là thành phố sớm có quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư để các hộ gia đình có được cái việc thỏa thuận với chủ đầu tư và sớm quay trở về tái định cư tại nơi mà mình đang cư trú, sinh sống. Hiện tại Hà Nội có 42 chung cư được xác định là nguy hiểm với nhiều cấp độ khác nhau, nhưng việc di rời các hộ dân để xây dựng cải tạo lại các chung cư này vẫn còn rất chậm trễ. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chúng ta chưa có một cơ chế chính sách đồng bộ nhất quán. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý chung của người dân đang sinh sống tại các chung cư trên địa bàn thành phố khi phải di chuyển để thực hiện dự án xây dựng cải tạo lại chung cư cũ nát. Có thể nói thời gian qua việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố vẫn đang phải triển khai theo kiểu vướng đầu gỡ đó. Để khắc phục vấn đề này thì thành phố đang có những hướng đi mới nhằm tạo sự đột phá trong việc xây dựng cải tạo lại chung cư cũ. Cuối năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định giao cho 19 doanh nghiệp mạnh, được coi là ông lớn trong lĩnh vực bất động sản, tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 26 khu tập thể trên địa bàn thành phố. Từ đó làm cơ sở để thành phố xem xét về chính sách, phương án cải tạo và việc đầu tư xây dựng để làm tổng thể, cả khu, chứ không phải làm đơn lẻ từng dãy nhà. Yêu cầu đặt ra là quy hoạch phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo nên những tiểu đô thị khang trang, hiện đại, nâng cao giá trị đất đai thương mại để bù đắp cho việc cải tạo chung cư cũ và tái định cư tại chỗ của người dân. Dự kiến trong tháng 9 tới đây, các đồ án quy hoạch sẽ được công bố để lấy ý kiến đóng góp từ người dân. Hy vọng hướng đi mới này sẽ giải quyết được bài toán khó về cải tạo chung cư cũ mà hàng chục năm qua vẫn chưa có lời giải. Thưa quý vị, liên quan đến việc chậm trễ trong xử lý công trình xây dựng vi phạm tại 8B Lê Trực, quận Ba Đình, mới đây Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định thành phố sẽ xử lý dứt điểm công trình này. Vấn đề khó khăn hiện nay là làm sao phá dỡ phần vi phạm nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho công trình. Tòa nhà 8B Lê Trực đã được tháo dỡ toàn bộ tầng 19, tuy vậy khi chuyển sang giai đoạn 2, tháo dỡ tầng tiếp theo và mặt cắt công trình thì gặp khó khăn trong việc đảm bảo an toàn. Theo công ty cổ phần May Lê Trực, đơn vị chủ đầu tư dự án, việc giật cấp là phải cắt bỏ kết cấu mặt bằng các tầng theo hai phương vuông góc, phá hủy nút khung tại vị trí tầng mái, làm suy giảm khả năng chịu lực, khiến công trình có thể nghiêng sập. Mặt khác, giấy phép xây dựng của công trình không đúng với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, chủ đầu tư đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét xử lý vụ việc khách quan đúng pháp luật. Về phía thành phố Hà Nội hiện đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đẩy nhanh việc thẩm định kỹ thuật công trình để giải quyết dứt điểm.
Chương trình Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp xin dừng lại tại đây. Mọi đóng góp với chương trình xin gửi về hộp thư Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp a@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 024-383-55797. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.